28. Thiên Long, những đạo lý con nói cha cũng không hiểu, nhưng con từng du học, có văn hóa, nhìn xa trông rộng hơn cha. Nếu con làm gì, cha cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng con xem nhà mình bây giờ, con là quân Bát Lộ, anh rể con là quốc quân. Thủy Tiên và Thổ Phỉ có quan hệ nói không rõ, lại thêm tên Hán Giang Trương Đại Khánh. Cái nhà này loạn thành nồi cháo heo rồi. Cha, con người Trương Đại Khánh rất giả hoạt, cha phải đề phòng hắn. Nếu nó dám về, cha đánh gãy chân nó. Còn một chuyện cha không hiểu, Diệp Lam tới kỳ lạ mà đi cũng kỳ lạ. Có phải là người cùng hội với con không? Cô ấy tới chợ giúp con, là con không bảo vệ được cô ấy. Sao thế? Diệp Lam có chuyện rồi, hy sinh rồi. Cô nương tốt như thế, đúng là đáng tiếc. Cha, bọn Nhật ở trên đất Trung Quốc của chúng ta cướp bóc giết người, không gì không làm. Nhân dân đang sống trong lầm than. Chúng con chỉ có gia nhập Bát Lộ mới đuổi được bọn Nhật ra khỏi quốc gia của chúng ta. Con trai, những đạo lý con nói cha đều hiểu, nhưng cha chỉ muốn có một ngôi nhà yên ổn. Con, căn nhà này con không thể bỏ mặc. Vợ của con không thể bỏ mặc. Bây giờ Thủy Tiên không còn người thân nữa, nhất định phải đối tốt với nó. Cha xin con đó. Con sẽ được. Vậy thì cha yên tâm rồi. Đi thôi. Thủy Tiên, em tỉnh rồi. Đừng buồn nữa, em còn có chúng ta. Mã gia cũng là nhà của em. Đúng, Thủy Tiên, đừng buồn nữa, em còn có cậu Ngốc nữa. Cậu Ngốc đánh bọn Nhật cho em. Con ngoan. Nếu mẹ con biết con buồn như thế này, bà ấy cũng không đi thanh thản được. Mẹ Thiên Long, chúng ta ra ngoài đi, để hai vợ chồng nó ở với nhau. Chúng ta ra ngoài. Mối thù này chúng ta nhất định phải báo. Mã Thiên Long, em xin anh đó. Anh để em tham gia Bát Lộ đi. Em thề, em thề em sẽ nghe lời anh. Em phải giết sạch bọn Nhật. Em phải báo thù cho anh trai và mẹ của em. Em phải báo thù. Thiên Long. Tình huống Trương Đại Khánh này làm hắn gian thì thôi đi, còn hại người nhà của chính mình. Tiểu đoàn trưởng, anh đừng nóng. Đi, đi theo tôi. Anh đi đâu tiểu đoàn trưởng? Tìm con chó hán gian đó. Tiểu đoàn trưởng, bây giờ ai cũng biết Trương Đại Khánh làm hán gian, và vợ của anh cũng nói rồi, không cho hắn bước vào mã gia. Anh đi đâu tìm hắn chứ? Thế tôi tìm ai? Em đâu biết được. Tôi nhớ ra rồi. Đi theo tôi. Rõ. Cái gì? Cái gì? Sao thành ra như thế chứ? Trương Đại Khánh này. Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Tiểu đoàn trưởng quý tới rồi. Cậu ta tới làm gì? Quyền trưởng, tiểu đoàn trưởng quý dẫn binh tới. Cái gì? Tiểu đoàn trưởng quý, anh tới làm gì? Anh tới như thế không phù hợp cho lắm. Ông bớt giả giờ đi. Trương Đại Khánh cho ông lợi lộc gì mà để cho hắn làm cục trưởng cục cảnh sát? Tiểu đoàn trưởng quý, anh đừng nói bừa. Nếu ông không để hắn làm cục trưởng, hắn có thể hại chết nhiều người như vậy sao? Tôi không báo cáo lên trên cũng bắn chết ông được. Tiểu đoàn trưởng quý, tôi không phải hán gian. Tiểu đoàn trưởng quý, có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Nói gì mà nói. Ông mà bãi nhiệm Trương Đại Khánh cho tôi. Tôi bãi Trương Đại Khánh là hán gian, tôi lập tức bãi nhiệm hắn. Trương Đại Khánh này. Thiếu tá, làm sao bây giờ? Bây giờ người bên ngoài đều biết Trương Đại Khánh tôi là hán gian. Không không, đều biết tôi cống hiến cho hoàng quân rồi. Bây giờ tôi không về nhà được nữa. Tôi mới làm cục trưởng. Ông nói người của ông tại sao lại nổ súng hôm nay chứ? Bây giờ hay rồi. Bây giờ tôi thành con chuột ai cũng đuổi đánh rồi. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Cha, mẹ, làm sao? Con muốn ăn thịt. Thịt gì mà thịt? Mẹ thấy con giống thịt đó. Ăn rau đi. Dựa vào đâu mà nấu canh gà cho Thủy Tiên? Chúng ta chỉ được ăn cháo trắng. Ai muốn ăn chứ? Sao thế? Không làm gì cả, còn kén ăn kén uống sao? Rốt cuộc con làm gì sai? Trương Đại Khánh làm hán gian, có phải con bắt hắn ta làm đâu. Bây giờ tới người hầu cũng lường quýt con, có cho người ta sống không? Lão già. Tiểu Lan cũng đáng thương. Ông nói những chuyện Trương Đại Khánh làm bên ngoài, nó cũng không biết mà. Đến tôi cũng không biết. Đúng, hai người không biết. Nếu hai người biết, tôi đuổi cả hai người ra khỏi cửa. Thế bây giờ bố đuổi con ra ngoài đi, con không muốn ở nhà này nữa. Cái con bé này. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Nhìn gì? Mau đuổi theo nó, xem nó làm cái gì. Đừng nghĩ quẩn đó. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Con bé vô học này. Màn thầu ngon thế này mà dứt đi. Cha, không sao, không bẩn. Được rồi lão gia, không sao, không bẩn. Đừng lãng phí đồ ăn. Thiên Long, về muộn thế sao? Luyện chữ sao? Viết cũng không tệ. Tiếp tục cố gắng. Lúc quay về đi đường vòng mua chút thuốc cho lão Tống. Lão Tống bị thương sao? Đúng. Hôm đó yểm hộ cho chúng ta, bị thương ngoài da một chút. Không sao. Anh ấy bị thương gì em? Thiên Long, anh phải cảm ơn anh ấy giùm cho em đó. Bỏ đi, em vẫn nên tự đi cảm ơn anh ấy. Không được đi đâu hết. Lão Tống không cần em thăm. Thiên Long, anh xem, em khỏi hẳn rồi. Ý của anh là em không cần đi thăm lão Tống, bởi vì tối nay anh ấy sẽ gặp em. Tối nay? Chỉ thị mới của cấp trên, đội dân quân của Linh Hoa lúc còn sống đổi thành đội du kích tỉnh Sơn. Còn em được phê chuẩn nhập ngũ. Ý anh là em có thể làm bát lộ rồi. Tốt quá rồi, em được gia nhập bát lộ rồi. Cuối cùng em cũng là chiến sĩ đội du kích bát lộ rồi. Đồng chí Hoa Thủy Tiên, tới rồi. Tống đại ca, Thủy Tiên, nào giới thiệu cho mọi người, đây là đồng chí Hoa Thủy Tiên mới gia nhập vào phân đội chúng tôi. Mọi người chào mừng một chút. Hoa Thủy Tiên, chúng tôi gặp lâu rồi. Đó là nữ trung hào kiệt. Tống đại ca, không cần phải giới thiệu, chúng tôi biết lâu rồi. Đây là quy tắc. Thủy Tiên, đây đều là cốt cán trong tiểu phân đội chúng ta. Tự giới thiệu cho mọi người biết đi. Em cũng không biết nói gì. Không sao, nói gì cũng được. Từ nhỏ em đã muốn tòng quân. Bây giờ cuối cùng có cơ hội tham gia đội du kích chúng ta rồi. Em cực kỳ muốn chấp hành nhiệm vụ với mọi người. Suy nghĩ rất tốt. Nhưng bây giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề thực tế trước mắt. Căn cứ của chúng ta bị bọn Nhật bất ngờ tập kích. Nhân viên phân tán hết rồi. Cho nên nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là xây dựng căn cứ mới. Nhưng em có ý này, không biết có được không? Chúng ta có thể lên núi. Lên núi? Đó không phải địa bàn của Hồ Nhức Đào sao? Đúng, là địa bàn của anh ấy. Nếu chúng ta thuyết phục được anh ấy, có thể bảo anh ấy dẫn anh em tham gia đội du kích bát lộ của chúng ta. Con người Hồ Nhức Đào, anh từng thử khuyên vài lần, nhưng không thành công. Nên chuyện này vẫn có rủi ro nhất định. Tống đại ca, chuyện này giao cho em đi. Chuyện này rất quan trọng. Anh phải xin chỉ thị cấp trên. Tại sao không được? Con người đại ca em hiểu rõ nhất. Em có thể làm chứng cho anh ấy. Hồ Nhức Đào vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận quân Bắc Lộ chúng ta. Nên chúng ta chưa thể hoàn toàn tin anh ta. Dù so với chiến sĩ của chúng ta mà nói, rủi ro quá lớn. Thế chúng ta phải làm sao? Chúng ta dừng chân ở đâu? Chuyện này có thể tính toán thêm. Nhưng bây giờ anh lo là chuyện khác. Chuyện gì? Em không thấy bọn Nhật gần đây yên tĩnh quá sao? Vậy còn không tốt. Thứ em cần học quá nhiều. Thế anh nói nhiều hơn đi. Mỏ von farm là thứ bọn Nhật coi trọng vô cùng. Vì đào quặng, chúng mạo hiểm vào núi. Nhưng bây giờ quặng luôn nằm trong tay chúng ta. Em thấy chúng sẽ để dân sau. Lần này bọn Nhật thua lớn ở mỏ quặng như thế, em thấy chúng sẽ không tới nữa. Quặng với chúng mà nói quá quan trọng. Trừ khi gì? Chúng đang có âm mưu lớn hơn. Đại tá, đội ngũ tấn công Thanh Phong Trại đã tập hợp hoàn tất. Chỉ chờ lệnh của ông thôi. Rất tốt. Mất đi mỏ von farm đã khiến chúng ta mất hết mặt mũi. Nếu chúng ta không diệt được Thanh Phong Trại, cậu và tôi rất khó đứng vững ở đây. Biết chưa hả? Thuộc hạ đã rõ. Chỉ có diệt được Thanh Phong Trại mới giành được mỏ quặng về. Trương Đại Khánh đâu? Tôi bảo hắn và bộ đội cùng xuất phát, dẫn đường cho chúng ta vào núi. Người này rất nhanh nhẹn, nhưng có lúc nhanh nhẹn quá không phải chuyện tốt. Trong chừng hắn dân. Bây giờ hắn chỉ có thể làm cho chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Như vậy thì tốt. Bảo bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Tối mai tập kích Thanh Phong Trại. Rõ. Vào đi. Tiểu đoàn trưởng, có tình báo. Tiểu đoàn trưởng quý, giờ có tình báo đáng tin cậy. Quân Nhật đang tập kết lực lượng tới huyện Tĩnh Sơn. Mục đích chưa rõ, đội ngũ chỉ đem theo một tiểu đội, không rõ có trọng binh hay không. Để đề phòng, mời tiểu đoàn trưởng chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, để tránh quân Nhật đánh lén quân ta. Sao thế? Người Nhật có động tĩnh rồi sao? Sao tôi tập kết lực lượng tới huyện Tĩnh Sơn? Nhắm vào chúng ta sao? Không dễ phán đoán, phải chuẩn bị sẵn sàng. Cậu dặn dò xuống, bảo anh em chuẩn bị tinh thần. Chỉ cần bọn Nhật dám tới thì cho nó có đi không có về. Rõ. Chờ đã bác Thủy. Bác Thủy, cậu nói Sato chỉ mang một đội nhỏ đến huyện Tĩnh Sơn thì chút binh lực này đủ sao? Tiểu đoàn trưởng, anh em chúng ta cũng đâu kém, ít ra cũng là một tiểu đoàn. Bọn Nhật có bản lĩnh tới đâu cũng không thể dùng một tiểu đội đánh hạ huyện Tĩnh Sơn được. Nói rất đúng, bọn Nhật không ngốc, trừ khi mục tiêu của chúng không phải huyện Tĩnh Sơn. Ý của anh là Thanh Phong Trại? Đúng. Vậy thì không liên quan tới chúng ta. Chuyện chó cắn chó, không thể nói thế. Người Nhật và thổ phỉ như nhau được sao? Hơn nữa thổ phỉ kháng Nhật. Nhưng Hồ Nhức Đào luôn là mối họa của chúng ta. Mối họa của chúng ta chính là bọn Nhật. Đại ca, anh tin em đi, cùng em tham gia quân Bát Lộ. Cô đừng khuyên đại ca tôi nữa được không? Chúng tôi là một đám thổ phỉ, một đám thô kệch, không chịu được quy tắc của quân đội. Anh chân to, nói vậy thì không đúng rồi. Không có quy tắc thì không thành việc lớn. Dù là quân Bát Lộ, quốc quân hay thổ phỉ, chỉ cần muốn đuổi bọn Nhật đi thì phải nhất trí nghe chỉ huy. Nhưng chúng tôi không có văn hóa, đúng chưa? Không biết một chữ bẻ đôi. Các người vừa tổ chức vừa kỷ luật, chúng tôi không chịu được. Hồ Nhức Đào, nói câu khó nghe, bây giờ tuy anh là đại đương gia, nhưng anh chỉ khiến Thanh Phong Trại lớn bằng chừng này được. Vì sao? Vì anh không có văn hóa. Bây giờ chỉ cần Bát Lộ quân chúng tôi rảnh, bồi dưỡng cho chiến sĩ đọc sách, học chữ, nâng cao năng lực tác chiến. Chỉ có như vậy mới xây dựng Thanh Phong Trại lớn hơn nữa. Đúng đúng, đây gọi là xóa mù. Đại ca, bây giờ anh đang đọc sách, học chữ. Bác Lộ các cậu đúng là giỏi, tôi bái phục. Nhưng bái phục là bái phục, tôi không nhất thiết phải tham gia. Bây giờ tôi rất tốt, uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to, sống tự do thoải mái. Đúng. Đại ca, được rồi Thủy Tiên. Lão đại, đi, lão đại, đưa vào đây. Ngoan ngoãn chút, đi. Anh em bắt được một tên gian tế ở trên núi, còn sót được một bức thư viết chữ. Hỏi rõ chưa? Chưa hỏi, cho anh đích thân hỏi. Mở ra, đọc thư đã. Dương Bác Thủy, sao lại là cậu? Anh mau nói cho họ biết tôi là ai. Tiểu đoàn trưởng bảo tôi đưa thư cho Hồ Nhức Đào. Tôi nói sao họ cũng không chịu tin. Người này đúng là phó quan của anh rể tôi. Mau thả ra. Cởi trói, mau cởi trói. Chậm thôi. Đại ca, anh biết chữ không? Em biết sao? Em đã bảo em đang học rồi mà. Cái gì Nhật? Cái gì chữ này em biết. Tĩnh Sơn. Để là quân Nhật tới Tĩnh Sơn rồi sao? Thiên Long, anh xem. Anh rể nói cho chúng ta, bây giờ Sato đang dẫn một đội ngũ quân Nhật tới Tĩnh Sơn, có thể gây bất lợi cho chúng ta, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Quý Kiệt còn nói gì? Chắc anh rể biết tin trước mà không tiện giúp chúng ta, nên chỉ có thể viết thư bảo Vương Phó Quan mang tới. Tôi thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị từ sớm. Xem ra chúng nhắm vào chúng ta, tới đúng lúc lắm. Thiên Long, chúng ta bàn bạc cho kỹ, để đám quân Nhật này đi gặp Diêm Vương luôn. Lão đại, thế nào? Lão đại, bọn Nhật lên đây rồi. Làm theo tôi nói trước đó, chờ bọn Nhật tới thì ra tay. Chúng ta từ trên cao chiếm ưu thế. Lúc đó các đồng chí phân đội Tĩnh Sơn bọc lót phía sau, khiến bọn Nhật bị kẹt ở giữa. Được, chỗ này giao cho tôi. Cậu mau đi đi, lát nữa bọn Nhật lên rồi. Được. Đại ca cẩn thận một chút. Mau ẩn nấp. Đi thôi tôi. Đại đương gia, quân Nhật tới rồi. Thị đương gia, quân Nhật lên rồi. Bắn không hả? Đại ca chưa hạ lệnh. Mau! Vị đương gia, gần quá rồi, bắn đi. Còn không bắn thì không kịp đâu. Cho tên họ Mã chưa xem, thổ phỉ không dễ chọc. Bắn cho tôi! Các anh em, bắn! Có mai phục, ẩn náu. Nhanh vậy đã giao chiến rồi. Xông lên! Các anh em, xông lên! Xông lên! Tập trung hỏa lực, xử lý Hồ Nhức Đào. Các anh em, xông lên! Đại ca! Chân to! Chân to! Nhị đương gia! Nhị đương gia! Chân to! Chân to! Mọi người rút! Các anh em, xông lên! Xông lên! Xông lên! Chân to! Chân to! Nhị đương gia! Nhị đương gia! Nhị đương gia, anh không sao chứ? Chân to! Chân to! Chân to! Lý Chân to! Lý Chân to! Lão đại, đây không phải nơi nói chuyện. Mau đưa nhị đương gia về Thanh Phong trại. Đi! Đi! Mau! Nhị đương gia! Chân to! Nhị đương gia, anh cố lên, anh đừng dọa em. Nhị đương gia, nhị đương gia, anh đừng dọa em. Nhị đương gia, lý chân to. Nhị đương gia, anh cố lên. Sau này em nghe anh hết, em không giận dỗi anh nữa. Nhị đương gia, bình thường tôi chỉ đùa cậu thôi. Nhị đương gia, Tú Tài, tìm đại phu mà lề mề quá, vẫn chưa về. Lý Chân To, Lý Chân To, cậu không được đi. Ông chưa cho cậu đi. Nếu cậu dám đi, ông đây lột da cậu. Lý Chân To. Đại ca, em không sợ chết. Em chỉ không nỡ xa anh em của Thanh Phong Trại. Lý Chân To, nhị đương gia, Lý Chân To, nhị đương gia. Bọn Nhật, tao liều với chúng mày. Hồ Nhức Đào, anh đứng lại đó, đừng cản tôi. Tôi phải báo thù cho anh em. Anh muốn để anh em của mình đi nộp mạng hết sao? Nhị đương gia có nhắm mắt được không hả? Đại ca, anh tham gia bác lộ với chúng em đi. Thiên Long nói không sai, chỉ có trải qua huấn luyện chính quy, chúng ta mới báo thù cho anh Chân To được. Đại đương gia, nếu Thanh Phong Trại còn như nắm két rồi, số người nhiều của bọn Nhật lúc chừng mà thôi. Bây giờ tôi mời đại đương gia chính thức gia nhập quân Bắc Lộ chúng tôi. Chúng ta cùng giết bọn Nhật. Chỉ cần giết được bọn Nhật, báo thù cho Lý Chân To. Bảo tôi làm gì cũng được. Tôi chỉ không biết anh em dưới trướng của tôi nghĩ sao thôi. Đại ca, bọn em đều nghe anh. Bọn em đều nghe anh. Được. Nhị đương gia, anh đi thanh thản, mang thêm chút tiền tiêu trên đường. Cậu biết tôi không đọc được hết. Cấp trên đã đồng ý đề nghị của tôi, mở rộng phân đội tỉnh Sơn, quyết định thành lập đội du kích tỉnh Sơn. Nguyễn Nhiệm Anh làm đội trưởng đội du kích. Chân To, cuối cùng đại ca vẫn gia nhập Bác Lộ. Nếu cậu còn, nhất định sẽ không đồng ý. Đại ca gia nhập Bác Lộ là để giết bọn Nhật, giết bọn Nhật bắt nạt người Trung Quốc chúng ta. Cậu yên tâm đi, mối thù của cậu đại ca nhất định báo. Xuống dưới chút, xuống dưới chút. Được, Vương quản gia, mừng thọ thôi, đừng lãng phí như vậy. Nên mà lão gia, bài lên không được ăn dụng đâu đó. Nổ pháo cưới vợ thôi, đón Tết thôi, cưới vợ thôi. Không phải Tết, cũng không phải cưới vợ, là cha con mừng thọ 50 tuổi. Đúng đúng, đều như nhau, đều như nhau. Xem thằng bé vui chưa kìa. Và nghe xem, từng chùm, không phải pháo đang nổ, mà là tiền của tôi đang nổ. Lão gia, lão gia, một năm chỉ có một lần, ông coi như tiêu tiền giải hạn đi. Năm nay không ít chuyện, nhưng cơ hội này mở tiệc tụ tập. Hơn nữa, lâu rồi chưa mừng chuyện vui. Đúng thế lão gia, không tốn tiền gì đâu. Lát nữa lúc hội yến, tôi thông báo Trương Tài Chủ và Lý Tài Chủ, rồi còn bảo họ đi nói với mấy người già của ông, cùng tới ăn bữa cơm là xong. Đúng không? Đông vui, đông vui. Mấy đứa con đi đâu hết rồi? Thiên Long Thủy Tiên cả tối không ở nhà sao? Xong rồi, không quản nổi nữa. Con cái cứ lớn là cha, mẹ. Chúc cha phúc như Đông Hải, họ tỷ Nam Sơn. Vẫn là con rể lớn biết hiếu thảo. Nhận lấy, nhận lấy. Hiếu kính cha là phải ạ. Cảm ơn nhé. Cha con mừng đại thọ. Cười lên, làm mặt cười lên. Nếu có đại khánh cũng sẽ mừng thọ cha. Tiểu Lan, ngài vui lớn, đừng nói lời làm mất hứng. Nếu đại khánh ở đây, cha đánh gãy chân nó còn có tên không? Cha, lão gia, làm gì không được mà làm hán gian. Đi, mất hứng rồi. Lão gia, đúng là toàn nói những lời không nên nói. Nhắc đến đại khánh làm gì? Tới nhà bếp với mẹ, xem có gì ngon không. Nào, mọi người rót đầy rượu. Hôm nay là sinh nhật tôi. Cảm ơn mọi người nể mặt. Chúc lão gia thọ tỷ Nam Sơn. Lão gia thọ tỷ Nam Sơn. Được, mọi người ăn đi. Lão gia, cậu cả và mợ cả tới rồi. Thủy Tiên, giờ Thủy Tiên về rồi. Cậu ngốc, đừng gọi bậy, đó là chị dâu của con. Thiên Long, con đi đâu thế? Sao về muộn vậy? Cha, đây là quà mừng thọ cho cha. Hoàng Hoa Lê Chính Tông, chúc cha tính toán ngày càng giỏi, chúc mãi cha ngày càng phát đạt. Mang tới đây xem nào. Lão gia, đúng là đồ tốt. Được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mau ngồi, ngồi đi, mọi người ăn đi. Thiên Long, sao thế? Mã lão gia, hôm nay tôi không tới chúc thọ cho ông. Tôi tới tuyên bố một chuyện với ông. Thủy Tiên, con bị làm sao thế? Gọi cha. Hôm nay nhân dịp người lớn của Mã Gia Trang đều ở đây. Hoa Thủy Tiên tôi tuyên bố với mọi người, tôi sẽ bỏ Mã Thiên Long. Từ nay về sau, tôi và Mã Gia không còn quan hệ gì. Đây, nói gì thế? Mã lão gia, tôi nói tôi không phải con dâu của ông nữa. Tại sao thế Thủy Tiên? Sao không làm vợ của chúng tôi nữa? Không có chỗ của con, im miệng. Thủy Tiên, con làm sao thế? Mẹ biết con giận chuyện của Diệp Lam, nhưng cô ấy đã đi rồi. Tôi không giận ai cả, là vì bản thân tôi. Tôi nói từ trước đó, Hoa Thủy Tiên tôi sớm muộn cũng phải ra chiến trường đánh giặc. Thủy Tiên, con gái đánh giặc cái gì chứ? Em đừng làm bậy nữa. Chị cả, em không làm bậy. Em đã nhập ngũ rồi. Chuyện này Mã Thiên Long có thể làm chứng. Đúng, em có thể làm chứng. Thực ra em và Thủy Tiên đều đã nhập ngũ rồi. Thiên Long, Thiên Long, con nhập ngũ, cha mặc kệ. Nhưng con là con trai của Mã Gia, con là con dâu Mã Gia, cưới hỏi đàng hoàng. Sao nó không làm là không làm nữa? Không đời nào. Mã lão gia, hôn nhân của tôi và Thiên Long từ đầu tới cuối đều là sắp đặt, chưa từng hỏi ý kiến của hai chúng tôi. Nên tôi và Thiên Long đã quyết định cuộc hôn nhân này không tính. Con nó không tính thì không tính sao? Có phải con nhập ngũ đã không biết phải trái nữa không? Được, tối quỵ trước bại vị Mã Gia, cha không tin không quản được con. Thủy Tiên, mau nhận sai với cha đi. Con không đi. Con không còn là con dâu của Mã Gia nữa. Mọi người không có quyền quản con. Thiên Long, mau kéo vợ con về đây. Bao nhiêu người đang ở đây nè. Mau đi đi. Thiên Long, con không nghe lời mẹ của con sao? Cha, bây giờ nước gặp họa lớn. Lần này con tới muốn nói với cha, chống Nhật là nghĩa vụ phải làm của mỗi một người dân Trung Quốc có lương tâm. Nguyên tiền của cha cống hiến cho sự nghiệp chống Nhật đi. Cái gì? Nguyên tiền gì? Còn nguyên tiền nguyên vật nữa. Thằng nhãi con có bản lĩnh, học giúp người ngoài, lừa tài sản của Mã gia sao? Cha, Thiên Long không có ý này. Thiên Long, có gì nói sao đi. Hôm nay là ngày đại thọ của cha. Không có sau này. Nếu ai cũng giống như cha, giữ món tiền nhỏ của mình, sống cuộc sống của mình, thì cả Trung Quốc không có sau này nữa. Cha, lần này con tới là muốn nói, tiền là vật ngoài thân, sống không mang tới, chết không mang đi. Sống không mang tới thì được, chết không mang đi không được. Sau khi tôi chết, dùng tiền của tôi vào quan tài, không cho ai cả. Dựa vào cái gì tôi phải quyên tiền? Được. Cha đã nói thế, con cũng không còn gì để nói. Thiên Long, con đi đâu? Mẹ, Mã Thiên Long con là một quân nhân, ra chiến trường giết giặc là nghĩa vụ của con, chứ không phải ngày ngày những mái nhà đầy khoai tây ở để nói dối tông đường. Cha, mẹ, thứ cho con trai bất hiếu. Hai người coi như không có đứa con này đi. Thiên Long, Thiên Long, con quay về cho mẹ, để nó đi đi. Coi như tôi không có đứa con trai này. Lão gia, nghịch tử, nghịch tử. Thiên Long, Thiên Long. Cha, xin lỗi, con và Thủy Tiên chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ cha, bảo vệ gia đình này. Thiên Long, thọ sao rồi? Còn có thể thế nào? Nếu không, bọn người không bắt được chúng ta thì người nhà sẽ gặp nguy hiểm. Sớm muộn có một ngày em đuổi hết bọn chúng đi. Đừng buồn nữa. Đi thôi. Vào đi. Tiểu đoàn trưởng, điện báo. Có chuyện rồi sao? Người Nhật tập kích quân đội huyện Hoài An, còn chặn chống trả. Quân Nhật công phá huyện Hoài An. Huyện Hoài An cách tỉnh Sơn không tới 20 dặm. Truyền lệnh xuống dưới, toàn thể tập hợp tiến tới Hoài An. Người Nhật vừa vào thành vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta đoạt lại Hoài An. Rõ. Còn một cái lữ đoàn trưởng Triệu gửi tới, toàn lực phòng thủ tỉnh Sơn, không có quân lệnh, không được tùy ý xuất chiến. Bác Thủy, rõ. Mệnh lệnh toàn thể chuẩn bị ứng chiến, phòng thủ huyện tỉnh Sơn, không đi Hoài An nữa. Lữ đoàn trưởng Triệu hạ lệnh, toàn lực phòng thủ huyện tỉnh Sơn. Không có lệnh, không được tùy ý khai chiến. Rõ. Mau xem. Mau liên hệ với anh, có chuyện gấp cần nói. Quý Kiệt, quả nhiên dở kịch này không qua mắt được anh ấy. Anh rể lớn hẹn chúng ta gặp mặt. Hẹn chúng ta gặp mặt làm gì? Khuyên chúng ta bỏ tối theo sáng. Ai sáng ra tối còn chưa biết đâu. Chúng ta không đi. Không được. Anh không định né tránh anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là trợ thủ chống giật quan trọng của chúng ta. Đi thôi, chuẩn bị một chút. Chú là Quý chuyện sao? Đúng, tìm chú quá chuyện gì? Có người bảo cháu giao cái này cho chú. Anh rể, em và Thủy Tiên ở Thủy Tiên lâu chờ anh.